Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình sẽ đến với một cái thành viên thuộc hệ Karma nha. Theo lời yêu cầu của rất là nhiều bạn đã bình luận bên dưới video thì anh em mình sẽ đến với cái thành viên này ngày hôm nay. Và các bạn à, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký và nhớ mở thông báo hình cái chuông lên để ủng hộ cho HNT nha. Và cho mình một like nữa nha mọi người. Thành viên này của chúng ta thì đang mang trong mình sức mạnh đó là 5 sao và level là 500 nha các bạn. Thành viên này thì phải nói rất là đẳng cấp luôn. Nhiều bạn comment hỏi là anh ơi, anh có hack game hay không mà sao level cao thế? Thì xin thưa rằng cái này chỉ là bản mod nhẹ thôi nha các bạn ơi. Chúng ta chỉ trải nghiệm nhẹ cái những cái thành viên ở cái level đặc biệt ha. Chứ cái này nó không ảnh hưởng gì đến game hết nha mọi người, cho nên các bạn có việc yên tâm nha. Rồi, cái này thì các bạn, như bạn cũng biết rồi đó, chúng ta chỉ cần đăng nhập lại game thôi thì nó sẽ trở lại bình thường ha. Wow, ở đây thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có 4 chiêu thức nha mọi người. Điện, đất, cái này là square, chiêu cuối cùng của chúng ta sẽ là thuần chủng nha các bạn. Và chiêu cuối cùng cũng là cái chiêu đam to nhất của các bạn này luôn nha. Lượng đam sau khi luyện thì chỉ là 39 thôi các bạn. Những cái chiêu mà lượng đam nó càng ổn á thì các bạn sẽ thấy là khi mà luyện á thì cái tỷ lệ nó sẽ xuống nha. Còn những cái chiêu cùi bóp thì các bạn sẽ thấy tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ nha mọi người. Quên nữa, cái sự kiện này hôm nay bắt anh em mình làm nhiệm vụ gì đây? Nhiệm vụ gì đây? Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là win trong khu vực list 4 trận. Khu vực list thì cũng khá là đơn giản rồi. Ok, let's go. Pha này anh em mình mang thêm con trâu mập ra nhìn cho nó hầm hố nha. Wow wow wow. Hôm nay trải nghiệm nhẹ cái thành viên vô cùng đẳng cấp luôn các bạn. Rồi, phá xong cái bộ giáp của dòng Titan. Ui, lượng đam to thế. Wow, sát thương của anh em mình nằm ở một cái mức chấp nhận được nha các bạn. Lượng đam lên tới tầm khoảng là 1557k. Đó, sát thương nhân 2 thì chúng ta sẽ gây lên đến tầm khoảng 3291 nha các bạn. Wow, hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Chiến binh Ratsun này đang... Kitsune các bạn. Con này là chiến binh Kitsune nha. Nó đang thử thách cái sức đam của anh em mình nè. Wow, nhìn thôi là thấy mê rồi. Không biết các bạn có cái cảm nhận như thế nào về cái thành viên này ha. Đầu tiên thì sẽ nhìn về cái vẻ đẹp bên ngoài nha mọi người. Hiệu ứng bay bay, mình nhìn con này rất là giống một cái thành viên trong một cái bộ phim hoạt hình mà mình rất là thích. Đó chính là 7 viên ngọc rồng nha. Wow, hiệu ứng thì phải nói rằng hết sảy luôn. Lao thẳng đến giống như là Son Goku của chúng ta vậy. Càng bị quýnh thì cái lượng sức mạnh của mình sẽ mạnh hơn nha. Ở đây thì sát thương này mình đã được tăng tới gấp đôi rồi. Wow, y như rằng luôn các bạn. Càng nhận nhiều sát thương thì anh em mình sẽ có cái tỷ lệ kích hoạt khả năng knock out. Không phải là knock out mà là khả năng block đó các bạn. Đó, chúng ta sẽ miễn nhiễm sát thương và lượng đam mình lại tăng lên nữa, khiến cho đối thủ phải khiếp sợ. Wow, và đây là sức mạnh đến từ dòng Ma Cà Rồng. Con này thì cũng khá là đặc biệt nha. Rồi, ở đây thì sát thương với tuyệt chiêu đất của mình đang được tăng tới gấp đôi nè. Wow, tuyệt chiêu điện cũng vậy luôn. Ôi, ngon lành các bạn à. Phải nói rằng mang em này quýnh thì thật sự rất là đã luôn nha. Bạn nào mà sở hữu được cái thành viên này rồi thì chắc hẳn cũng thấy ok ha. Lại một lần nữa anh em mình đã kích hoạt thành công được khả năng block. Và các bạn thấy rồi đó, chúng ta sẽ không nhận bất kỳ sát thương nào đến từ tem bạn. Và lượng đam lại được tăng lên rất là đáng kể luôn. Wow, với khả năng hồi sinh đặc biệt thì bạn ấy sau khi chết đã triệu hồi lại một con rồng. Bé này là Sinful nha mọi người. Wow, phải nói rất là tuyệt vời luôn. Trải nghiệm nhẹ về cái thành viên này. Đây, sau khi chiến đấu ở cái khu vực này rồi thì chúng ta sẽ đến với một cái khu vực nữa.
Wow, 6.748 ca ha mọi người. Lượng đam anh em mình được tăng tới gấp 4 lần và cái lượng đam cực kỳ là bá đạo luôn. Rồi, mình thấy là thấy hấp dẫn rồi nha. Một xíu nữa, sau khi mà hoàn thành những cái cuộc chiến đấu trong cái khu vực này rồi, chúng ta sẽ đến với một cái khu vực mới. Một cái khu vực mà mình sẽ gặp được rất là nhiều cao thủ luôn các bạn ơi. Đây, những bạn level cực kỳ là ngon luôn. Rồi, chỗ này thì các bạn thấy rồi đó hen. Khu này là khu arena. Wow, level là 50. Ở đây thì anh em mình sẽ được gặp đó là Sinful và Nữ Hoàng Macaron nha. Hai thành viên này thì 2 sao rồi. Khêu nhẹ, sát thương anh em mình đang được tăng thêm 30%. Khi mà các bạn sử dụng những cái hay những cái chiêu mà trong cái khu này mà nó cho tăng đam nha. Với tuyệt chiêu là Squirt thì chúng ta đang được tăng thêm 30 nha các bạn. Wow, 39.000. Ôi lộn, 3.900 các bạn ơi. Rồi, cái này là 3.361k. Đây, nhí nhẹ thử đội hình lần này. Con này có khả năng hồi sinh ha. Wow, mình đang tìm những cái đội hình xịn sò để review cho các bạn xem một cách chân thật nhất về cái thành viên vô cùng đẳng cấp này luôn nha. Tem bạn, wow, con này có cái chiêu đặc biệt, khi mà nó bị mất càng nhiều máu thì cái lượng đam của nó gây ra sẽ càng cao nha. Và ở đây chúng ta đang đến với nhân vật là chiến binh Ratchet 5 sao. Wow, Zimmer cũng đã bắt đầu lao ra rồi. Và dường như trận này anh em mình không kích hoạt được cái khả năng block nào hết các bạn ơi. Chờ đợi đến trận tiếp theo, mình rất hay me cái con nữ hoàng này các bạn à. Vì khi chiến đấu với nó thì khi nó tung cái tuyệt chiêu đặc biệt đó là tuyệt chiêu mặt trăng, thì cái lượng khả năng giật đam là lên có thể lên tới tầm khoảng 6 lần. Và cái tỷ lệ như vậy nó sẽ hỗ trợ kích hoạt khả năng block của chúng ta lên cái mức rất là cao nha. Ui, 5 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. Rồi, đây các bạn ơi, mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền luôn. Lượng sát thương tăng tới gấp 4 lần, chúng ta lên tới là 3.000 mấy các bạn, 3.800 luôn ha. Lượng đam rất ấn tượng ha. Rồi, nhân vật này nó cũng có cái khả năng gọi là quýnh nữa nè các bạn. Victory. Sương sương thôi là nãy giờ anh em mình gỡ được tầm khoảng 3 hiệp trong khu vực này. Mình á thì mình me những cái con rồng xịn xịn ha, để anh em mình quánh cho nó sướng luôn. Ôi, 60 và 4 sao. Maximum của những cái nhân vật trong cái tựa game này thì các bạn biết là level 70 và 5 ngôi sao vàng lấp lánh nha. Nhân vật này là Luffy và đã có được 4 ngôi sao rồi. Kích hoạt khả năng lock của mình luôn à. Wow, như vậy thì chú tới công chuyện với anh luôn rồi. Nhân vật cuối cùng của team bạn thì con này thuộc dòng là Heroic các bạn ơi. Mình hay kêu con này là rồng vượt thời gian. Với cái khả năng hồi sinh của Phượng Hoàng thì nó đã trở lại thêm một lần nữa ha. Ôi, nhìn con này lao thẳng đến và tung những cái đòn quyết định, những cái cú đấm liên hoàn nhìn cực kỳ hấp dẫn các bạn à. Ở đây thì chúng ta chắc có lẽ là mình sẽ tìm một cái đội hình khác đi ha. Wow, có cái dòng Titan luôn. Level 70 và đây là thành viên rồng đá. Chắc hẳn nhiều anh em chơi cái tựa game này thì đã sở hữu được cái thành viên này rồi. Ôi, sát thương của chúng ta tăng lên gấp 4 lần nha các bạn. What? Mình thấy là 7747 đúng không các bạn? 7.000 mấy luôn. Wow, lượng đam tăng thêm tới 30% lượng nha các bạn. Rồi, slow motion mình sẽ làm chậm cho các bạn xem lại nha. Hiệu ứng cực kỳ đẹp và lượng đam chúng ta gây ra lên tới là 7.437 luôn. Wow.
những con số phải nói rằng rất kinh khủng ha. Và bây giờ đến với nhân vật cuối cùng, anh em mình lại kích hoạt được khả năng flop nữa. Tuyệt vời các bạn à. Ôi, 48, ôi con này là Heroic mới nhất hiện nay luôn đây các bạn ơi. Đây là một trong những con Heroic mà mình cũng rất là me nha. Mình cũng đã sở hữu được cái thành viên này rồi. Wow, chim ngữ nhan sắc bé cái coi. Và đây là skin baby nha mọi người. Wow, một sao và level là 45. Ôi, nhìn cái thành viên này quánh mình thấy rất là đã luôn. Và các bạn ơi, mọi người thích mình review về cái con rồng nào? À, cho level cao bao nhiêu? Đừng quên để lại bình luận bên dưới video nha. Để chúng ta sẽ cho các bạn trải nghiệm những cái thành viên đặc biệt nha các bạn ơi. À, những con rồng xịn sò, những thành viên rất bá đạo của cái tựa game Dragon City này ở một cái mức level đặc biệt ha. Rồi, bé này thì mình cũng đã nâng lên được là 3 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. Wow. Để lên 4 sao thì chúng ta có thể lên thẳng bằng cách tốn tiền nha, là khoảng 779.000. Ok. Rồi, và các bạn ơi, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.